Suối Nguồn là một tiểu thuyết đồ sộ với gần 1.200 trang, được coi là tác phẩm nổi tiếng nhất của Ayn Rand, một nhà văn cũng như nhà triết học người Mỹ gốc Nga. Tác phẩm này ban đầu bị 12 nhà xuất bản từ chối do gây quá nhiều tranh cãi, nhưng kể từ khi xuất bản, từ năm 1943, Suối Nguồn đã bán được hơn 6 triệu bản và nằm trong danh sách những cuốn bán chạy nhất nhiều năm liền tại Mỹ. Vì Ayn Rand là một nhà triết học nên hầu hết các tác phẩm của bà đều có tính triết lý, cho nên trước khi giới thiệu về Suối Nguồn, mình sẽ giới thiệu đôi chút về triết học của bà cũng như những tranh cãi xoay quanh. Vào thế kỷ 18, ở Đức có một triết gia tên là Immanuel Kant. Ông cho rằng để con người sống có đạo đức, họ phải làm những gì mà tất cả mọi người đều phải công nhận đó là đúng. Ví dụ, giúp đỡ những người nghèo khó là đạo đức vì tất cả mọi người đều coi đó là đúng. Nhưng nếu so với chủ nghĩa cá nhân mà Ayn Rand theo đuổi thì điều này lại hoàn toàn ngược lại. Bà cho rằng con người tự lo cho bản thân, không cần giúp đỡ người khác thì mới là đạo đức. Ayn Rand biện minh rằng con người không có liên quan gì đến nhau, mỗi con người có mục đích riêng của chính mình, không cần phải hy sinh cho ai và cũng không cần ai phải hy sinh cho mình. Cá nhân tự theo đuổi mục đích của riêng mình, tự đi tìm niềm hạnh phúc, ấy mới là hành động đạo đức cao nhất của con người. Các bạn có thể hiểu nôm na là con người sống trong một tập thể, nhưng chỉ cần quan tâm đến lợi ích của bản thân thôi, không cần quan tâm đến lợi ích của người khác. Chính vì chủ nghĩa tự do cá nhân của Ayn Rand đi ngược với chủ nghĩa tập thể nên bà đã bị đả kích rất nhiều. Ngoài ra thì Ayn Rand phủ nhận tính đạo đức của Thiên Chúa Giáo. Thiên Chúa Giáo cho rằng con người là một thực thể nhỏ bé, có tội và phải biết kính sợ Chúa. Con người phải tôn vinh Chúa. Ayn Rand lại cho rằng con người là một thực thể mạnh mẽ, không thể bị khuất phục trước bất kỳ yếu tố nào, con người cần được tôn vinh. Nhiều người còn cho rằng Ayn Rand chịu ảnh hưởng bởi chủ nghĩa hiện sinh của Nietzsche, chủ nghĩa đề cao con người, đề cao những chân lý do con người tự tạo ra. Nhưng bà cũng không quá cay nghiệt như Nietzsche, bởi triết gia này còn cho rằng chính Chúa đã đẩy con người vào chỗ tự hy sinh để làm vật tế thần. Vào năm 1920, tại Mỹ, có hai người bạn sinh viên cùng học lớp kiến trúc với nhau đã ra trường, nhưng bởi hai cách hoàn toàn trái ngược nhau. Peter Keating là thủ khoa đầu ra của trường, người còn lại là Howard Rock lại bị đuổi khỏi trường do anh chống lại phong cách kiến trúc cổ điển mà giảng viên đang dạy. Rock đã xin vào làm việc cho Henry Cameron, một kiến trúc sư già theo lối hiện đại với những tòa nhà chọc trời. Rock vào đây làm bởi anh muốn học hỏi nhiều hơn từ Cameron. Nhưng thời điểm ấy, người Mỹ lại chuộng những kiến trúc cổ điển như Gothic, Phục Hưng, nên công ty của Henry Cameron ngày càng ít khách hàng, cuối cùng phải đóng cửa. Nói về Peter Keating, anh được mời vào làm cho công ty của Guy Franken, một công ty danh tiếng tại New York lúc bấy giờ. Triết lý làm việc của Franken là xây những tòa nhà theo kiến trúc xưa, cái mà công chúng đang theo đuổi. Keating cố gắng tiếp cận với Franken nhiều nhất có thể bằng những mẹo riêng của mình. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, anh đã trở thành người thân cận của ông và có một vị trí cao trong tập đoàn. Khi công ty của Henry Cameron đóng cửa, Rock thất nghiệp, Peter Keating đã đến để thuyết phục Rock làm việc cho Franken. Rock đồng ý, nhưng chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, Rock bị Franken đuổi việc vì không chịu thiết kế tòa nhà kiểu cổ điển do Franken yêu cầu, bởi Rock chỉ muốn thiết kế theo kiểu hiện đại thôi, cái kiểu mà gần như người ta chả ưa chuộng gì lúc bấy giờ. Từ đây, Rock đã phải rất khó khăn để xin được việc làm. Rất may là lúc ấy có một nhà báo tên là Austin Howler đã nhận ra tài năng của Rock. Ông đã thuê Rock xây ngôi nhà riêng của ông ở Connecticut. Đây có thể coi là dự án cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp của Rock. Rồi Rock mở văn phòng riêng, nhưng sau bị phá sản vì gần như không có đơn hàng. Rock đã phải đi làm công nhân mỏ đá ở Connecticut. Mỏ đá này thuộc quyền sở hữu của Guy Franken. Tại đây, tuy làm việc vất vả, nhưng Rock đã học được rất nhiều kiến thức về vật liệu, thứ giúp anh rất nhiều trong sự nghiệp xây dựng sau này của mình. Guy Franken có một người con gái rất xinh tên là Dominic. Dominic là một nhà báo được độc giả yêu thích với chuyên mục trang trí nội thất của tờ Ngọn Cờ, một tờ báo lá cải nổi tiếng nhất nước Mỹ lúc bấy giờ, sở hữu bởi ông trùm Gay Winans. Lại nói về Peter Keating, mặc dù Keating đã có bạn gái là Catherine, nhưng anh vẫn còn muốn theo đuổi Dominic. Khổ nỗi, Keating lại không biết rằng trong lòng của Dominic không thích Keating một chút nào. Cô ghét cách làm việc của anh và của cả cha cô nữa. Họ chỉ biết sao chép ý tưởng, chạy theo dư luận và không biết công nhận những tài năng thực sự của cá nhân. Khi Dominic xuống quan sát công nhân tại xưởng đá của cha cô ở Connecticut, cô đã gặp Rock. Dominic ngay lập tức bị cuốn hút bởi hình ảnh đập đá của Rock. Rock biết điều ấy nên vào một đêm nọ, anh đã tới phòng ngủ của Dominic và cưỡng hiếp cô. Dominic rất ham muốn điều được anh làm, mặc dù cô còn chưa kịp hỏi người đàn ông ấy tên là gì.
Nhưng ngay ngày hôm sau, Rock đã phải rời xưởng đá để quay trở lại New York khi mà có một thương gia tên là Robert Enright thuê anh xây một tòa nhà chung cư có tên là Enright House. Đây được coi là tòa nhà thứ hai trong sự nghiệp của Rock. Khi tòa nhà Enright được hoàn thành, nó hiện lên một cách rất hiện đại, mô phỏng con người mạnh mẽ đang vươn lên. Từ đây, nó bắt đầu bị chỉ trích bởi dư luận và truyền thông, đặc biệt là tờ báo Lá Cải Ngọn Cờ. Nhưng khi Dominic quan sát tòa nhà Enright, cô lại thấy nó đẹp một cách lạ lùng. Cô cũng biết rằng cha đẻ của nó sẽ không thể nào sống sót nổi trước dư luận và phong cách kiến trúc đã đi ngược với số đông của anh. Trong một buổi triển lãm, Dominic đã gặp và phát hiện ra người kiến trúc sư của Enright House lại chính là Howard Rock, người thợ ở mỏ đá và người đã làm tình với cô hôm nào. Không hiểu sao, mặc dù yêu anh, nhưng Dominic lại suy nghĩ là cô sẽ phá hủy Rock trước khi thế giới phá hủy anh. Cô đã cố gắng lấy đi tất cả những thứ thuộc về Rock, đầu tiên là móc nối để chuyển hết các dự án mà lẽ ra Rock được nhận sang cho Peter Keating để Rock không có đơn hàng nào nữa. Nhưng vì sự phản đối của công chúng cũng khiến cho nhiều người biết tới Rock hơn, trong đó có một nhà phê bình kiến trúc nổi tiếng lúc bấy giờ có tên là Edward Tuohy. Ông hiện đang viết báo cho tờ Ngọn Cờ. Tuohy thấy được tài năng của Rock nhưng lại rất ghét Rock bởi ông tin vào công chúng, tin vào chủ nghĩa tập thể. Người nào theo chủ nghĩa cá nhân đi ngược với công chúng sẽ bị tiêu diệt và ông chính là người thực hiện nhiệm vụ đó. Nhưng Tuohy lại là một người mà Peter Keating rất ngưỡng mộ. Anh còn coi ông giống như là người thầy của mình. Tuohy cũng đã giúp Keating có được một số dự án lớn để củng cố sự nghiệp của anh. Ngoài ra, Tuohy còn là chú của Catherine, người yêu của Keating. Tuohy đã lập ra một kế hoạch để hãm hại Rock. Ban đầu, Tuohy thuyết phục một người bạn của ông tên là Hopton Stoddard vì Rock xây một ngôi đền lớn giữa thành phố. Tuohy bảo Stoddard rằng cứ giao quyền cho Rock, kiểu gì anh ta cũng xây dựng cho ông một kiệt tác. Stoddard bị thuyết phục, ông đã thuê Rock làm kiến trúc sư và cho anh toàn quyền quyết định. Rock đã thuê một nhà điêu khắc có tên là Stephen Mallory. Ông là một người tài năng với phong cách nghệ thuật nhấn mạnh vào sự cao quý và vĩ đại của con người. Điều này khá là giống với cả Rock. Ngôi đền Stoddard được dựng lên với phong cách tượng trưng cho cơ thể cân xứng của con người. Bên trong ngôi đền không có gì ngoài một bức tượng khỏa thân của Dominic. Khi Hopton Stoddard nhìn thấy công trình, ông đã không thể nào tưởng tượng nổi. Ông cho rằng nó không phải là ngôi đền mà nó giống như là một nơi báng bổ thần thánh. Tiếp sau là những bài báo trên tạp chí Ngọn Cờ do Tuohy chủ bút. Ông đã công kích Rock và ngôi đền. Dư luận bắt đầu nhảy vào chỉ trích Rock. Stoddard quyết định đâm đơn kiện Rock ra tòa. Phiên tòa diễn ra có sự góp mặt của Peter Keating. Khi được quan tòa hỏi về tiểu sử nghề nghiệp của Rock, Keating khai rằng Rock bị đuổi học khỏi trường, chưa từng được công nhận chính thức là kỹ sư, từng bị đuổi việc ở công ty Guy Franken. Trình độ chuyên môn của Rock không đủ để đảm nhận công trình. Edward Tuohy thì nêu ra những dẫn chứng lịch sử từ xa xưa định nghĩa như thế nào là một ngôi đền, rồi chứng minh rằng thứ Rock xây kia không phải là một ngôi đền, chính Rock đã làm sai hợp đồng. Còn Dominic thì lại đứng lên bảo vệ Rock. Cô nói rằng đó là một công trình vĩ đại, có giá trị nghệ thuật. Điều này đã làm bất ngờ đối với tất cả mọi người, bởi lúc đó chả có ai bảo vệ Rock cả. Nhưng cũng chính điều này đã khiến cô bị đuổi việc ở tòa soạn Ngọn Cờ, do đi ngược với triết lý của tờ báo, đó là chỉ viết những gì mà đám đông thích, không được đi ngược với số đông. Rồi phiên tòa cũng kết thúc với khoản bồi thường của Rock để đập đi ngôi đền. Dominic đau đớn khi người cô yêu nhất trên thế gian này là Rock thì cả thế giới lại muốn hủy diệt anh ta. Dominic đã đến nhà Peter Keating nói về việc muốn kết hôn với anh, người mà cô dường như khinh bỉ nhất. Lại nói về Peter Keating, chỉ vài hôm trước khi Dominic đến nhà, Keating đã hứa với người yêu mình là Catherine rằng sẽ lấy cô trong mấy ngày sắp tới. Ấy thế mà, hôm sau anh lại lật mặt, chuyển sang cưới Dominic luôn. Gail Winan là một ông chủ tờ báo Ngọn Cờ. Đây là tờ báo lá cải bẩn thỉu, chuyên viết những thứ làm kích động quần chúng, đặc biệt là những chuyện cướp hiếp giết. Sau một thời gian dài thống lĩnh trên thị trường, Ngọn Cờ đã mang lại cho Gail Winan một khối tài sản đồ sộ cũng như quyền lực lớn trong ngành xuất bản. Edward Tuohy là chủ bút của mục Một Tiếng Nói Nhỏ của tờ Ngọn Cờ. Ông luôn mong muốn có một ngày sẽ lật đổ vị trí cao nhất của Gail Winan trong tập đoàn, nên đã bày kế mượn Dominic để hủy hoại cuộc đời của Gail Winan. Đầu tiên là Tuohy mua lại bức tượng khỏa thân của Dominic rồi tặng lại cho Winan. Khi nhìn thấy bức tượng, Winan đã thực sự bị sốc bởi chưa bao giờ ông thấy một tác phẩm nào lại đẹp như vậy. Winan đã quyết tâm gặp bằng được Dominic. Ở buổi gặp đầu tiên, Winan đã bảo thẳng ý muốn của ông là việc sẽ lấy Dominic làm vợ với điều kiện là sẽ giúp Peter Keating có được một hợp đồng xây dựng béo bở và hỗ trợ anh một khoản tiền lớn. Dominic cũng chấp nhận điều ấy và Peter Keating cũng đã đồng ý bán vợ. Mặc dù sở hữu tờ báo chuyên viết bài tẩy chay và hủy diệt những công trình của Rock, nhưng chính Winan lại thích những ngôi nhà Rock dựng lên. Winan có ý định sẽ xây một ngôi nhà ở nông thôn với kiến trúc hiện đại, mục đích là để nhốt người vợ của mình trong ấy, bởi ông không muốn chia sẻ Dominic cho bất kỳ ai.
Winan đã tìm đến và thuê Rook. Rook đã xây một ngôi nhà giống như cơ thể của anh vậy. Điều này khiến Dominic sống trong ngôi nhà mà như được sống trong anh. Cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Thỉnh thoảng, Rook lại đến thăm nhà Winan. Tình cảm của cả ba người ngày một gần gũi. Rook coi Winan như một người bạn tri kỷ, bởi ông đã thấu hiểu được vẻ đẹp bên trong những công trình của Rook. Vào những năm 1935, kinh tế Mỹ đi vào khủng hoảng. Các công ty xây dựng tư nhân chỉ nhận được những đơn hàng nhỏ giọt. Điều này đã khiến cho công ty của Guy Franken, nay được điều hành bởi Peter Keating, đã rơi vào khủng hoảng. Trong khi đó, nhờ khả năng thiết kế được vật liệu giá rẻ đã khiến Rook nhận được không hết việc mà làm. Cũng trong khoảng thời gian này, có một dự án xây nhà chung cư cho người nghèo có thể coi là dự án lớn nhất lúc bấy giờ. Dự án này có tên là Colin Homes do Edward Tuohy phê duyệt. Keating đã tìm đến Tuohy với mong muốn nhận được Colin Homes. Tuohy thấy rằng dự án này thực sự khó đối với Keating, bởi nói thật thì trình độ kiến trúc sư của anh chỉ ở hạng 3 mà thôi. Thêm nữa, yêu cầu tối quan trọng là tòa nhà phải thiết kế sao cho giá thuê phải rẻ, chỉ dưới 50 đô một tháng. Mà nếu vậy, lúc bấy giờ chỉ có Rook là có khả năng, bởi anh đã nghiên cứu được một loại vật liệu tốt với giá rẻ. Peter Keating đã quyết tâm nhận dự án và hứa với Tuohy là sẽ đảm bảo yêu cầu về giá cả. Sau đó, Keating đã gặp gỡ và tìm kiếm sự giúp đỡ của Rook. Rook hứa sẽ giúp Keating vẽ toàn bộ thiết kế của tòa nhà mà không cần nhận một đồng lương nào, nhưng với một điều kiện giữa hai người là không ai được sửa đổi bất cứ thứ gì trong bản vẽ của anh. Keating đã đồng ý, hai người soạn một bản hợp đồng để làm giao ước. Sau khi giao cho Keating toàn bộ bản vẽ của Colin Homes, Rook cùng với Winan rời thành phố đi nghỉ dưỡng trong mùa hè. Khi anh quay trở về thì thấy rằng tuyệt phẩm của anh đã bị sửa đổi. Họ đã thêm thắt rất nhiều thứ cho tòa nhà, nguyên nhân là do Tuohy tác động các nhà thầu để thay đổi thiết kế ban đầu. Peter Keating mặc dù đã phản đối nhưng anh không thể nào chống lại được với đám đông. Cuối cùng, Howard Rook đã quyết định cho nổ tòa nhà. Anh đã bị cảnh sát bắt, tang chứng rành rành với quả mìn trên tay. Nhờ sự bảo lãnh của Winan nên Rook tạm thời được thả ra, chờ đến phiên tòa xét xử. Lúc này, Tuohy đã ép Peter Keating phải thừa nhận rằng người đằng sau thiết kế tòa nhà là Rook và bắt Keating giao nộp bản hợp đồng bí mật giữa hai người để lấy đó làm bằng chứng kết tội Rook. Sau rồi, Tuohy đã viết những loạt báo khơi mào cho làn sóng đấu tố đòi tiêu diệt Rook với lập luận rằng Colin Homes là dự án dành cho người nghèo mà Rook lại phá hủy nó bởi Rook không muốn những người nghèo được sống hạnh phúc. Rồi Tuohy bắt đầu ca ngợi chủ nghĩa tập thể và gán cho Rook là một người theo chủ nghĩa cá nhân hẹp hòi ích kỷ, là một tên tội đồ của quần chúng. Winan hiểu Rook hơn ai hết, ông đã cố gắng bảo vệ Rook qua việc yêu cầu tất cả các nhân viên ở tòa báo ngọn cờ phải viết bài ca ngợi Rook. Điều này đã đi ngược lại với chính triết lý từ trước đến nay của tờ báo. Nó khiến công chúng quay mặt lại với tờ ngọn cờ. Họ chuyển sang đọc những tờ báo khác và nổi lên phong trào đòi tẩy chay ngọn cờ. Đằng sau sợi dây của mọi việc luôn có bàn tay của Edward Tuohy. Tuohy muốn lật đổ Winan để thay thế vị trí của ông trong tòa soạn. Tuohy đã lôi kéo các nhân viên và cổ đông trong ngọn cờ về phía mình. Họ bắt đầu đình công, đòi bỏ việc ở tòa soạn. Lúc này, dường như chỉ có một mình Winan đơn độc trong cuộc hành chiến chống lại công chúng. Thật cảm động là Dominic đã đến tòa soạn để giúp đỡ Winan, làm sao cho ngày nào ngọn cờ cũng có báo xuất bản. Nhưng tờ báo bán ra lại bị người ta trả lại. Hai người cứ thế làm việc cho đến khi không còn ai mua bất cứ tờ báo nào nữa. Cuối cùng, Winan tuyên bố đóng cửa tòa soạn thay vì để cho Tuohy làm chủ. Tuohy đã phải chuyển sang làm việc ở một tờ báo mới. Ông cũng lại toan tính như xưa, nhưng có lẽ thời gian đã không còn nhiều cho ông nữa. Dù cuối cùng phiên tòa xét xử của Rook đã diễn ra, tại đây Rook đã bảo vệ quyền lợi của người thiết kế đối với những sản phẩm mà họ tạo ra. Anh chỉ ra rằng một cá nhân không thể bị làm nô lệ cho xã hội, và xã hội cũng không có quyền bắt anh ta phải phục vụ. Bên cạnh đó, anh còn nói về lịch sử phát triển của văn minh. Hầu hết những người có những phát minh mới đều bị cả xã hội vùi dập, nhưng những người phát minh ấy đều phải tự đứng lên trước vũng bùn lầy của xã hội. Colin Homes là một sản phẩm của kiến trúc sư, thì tất cả những gì thuộc về Colin Homes đều thuộc về quyền quyết định của kiến trúc sư, xã hội không có quyền định đoạt. Đồng thời, Rook cũng chỉ ra những tác hại kéo lùi xã hội của chủ nghĩa tập thể, cũng như nhắc về sự vĩ đại của nước Mỹ có được cho đến ngày nay, đó là nhờ vào việc con người có thể tự do mưu cầu hạnh phúc của riêng mình. Cuối cùng, sau một hồi lâu hội ý, tòa đã tuyên bố Howard Rook vô tội. Mặc dù tòa soạn ngọn cờ bị đóng cửa, nhưng Winan vẫn giữ cho mình một khối tài sản khổng lồ. Ông quyết định dùng nó để thuê Rook xây cho một ngôi nhà chọc trời, giống như đài tưởng niệm của linh hồn của ông và cả của Rook. Kết chuyện là hình ảnh của Dominic, nay đã là vợ của Rook, leo lên thang giàn giáo của tòa nhà đang xây. Chiếc thang đưa cô lên phía đỉnh của tòa nhà chọc trời. Ở đó, cô chỉ nhìn thấy đại dương, bầu trời và hình ảnh vẫy tay của Rook.